chào tất cả các bạn yêu quý của DK RMLP ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi được gặp chị Hằng đến từ Yên Bái. Và lý do vì sao chị Hằng sai như vậy mà lựa chọn DK thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị nhé. Dạ em chào chị Hằng. Chị để giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người khán giả xin được biết không ạ? Xin chào bạn nhà, mình tên là Hằng ở Yên Bái. Vâng, thì chị Hằng có thể chia sẻ cái lý do vì sao mà chị Hằng lại thích đến DK không ạ? Mình cũng có nhiều người bạn đến đây làm với cả mình theo dõi trên Facebook. Vâng. Thế làm đẹp. Dạ, tất nhiên được biết là chị Hằng đã tìm hiểu đi cái rất là lâu rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy chị Hằng có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận chị có thể cho mọi người theo dõi livestream mình biết về cái tình trạng lông mày của chị trước khi làm tại YK không ạ? Trước khi làm thì dáng mày của mình nó hơi đậm, hơi ngang. Nó cảm giác nó hơi già ấy. Vâng ạ. Nên là mình muốn sửa lại, sửa già. Vâng. Và chị Hằng đã sử dụng cái công nghệ Cerezo Picomox tại DK để hút cái lông mày cũ của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vậy trong cái quá trình hút như vậy thì chị có cái nhận xét gì không ạ? Với cái khi mà khu vực địa lý xa như vậy nhưng mà chị vẫn đến DK để hút cái lông mày của mình thì chị có nhận xét gì không ạ? Trong thời gian hút thì nhẹ nhàng, không đau. Cái cả quan trọng nhất là mình thích là nó không ảnh hưởng đến cái sợi lông mày thật của mình nhé. Vâng. Nó còn nguyên, nó không bị cháy. Tức là cái công nghệ của DK đã hút sạch mụn cho chị nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ an toàn và đặc biệt là không bị cháy chùi lông mày đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và sau khi mà thực hiện xong cái liệu trình hút laser tại DK thì bây giờ Master Comigo của chúng tôi đã thiết kế cho chị Hằng cái dáng mày hoàn toàn mới. Và bây giờ thì xin mời máy quay sát lại để chúng ta có thể chữa nữa đến cặp lông mày mới của chị Hằng nhé. Nhưng mọi người có thể thấy thì chị Hằng thì cũng có khá là nhiều lông mày đó, nhưng mà tuy nhiên thì cái phần lông mày này bị hụt nặng. Vâng, và sau cái quá trình mà laser theo liệu trình tại DK thì công nghệ của chúng tôi đã hút sạch mực cho chị Hằng rồi. Và điều đặc biệt là vùng da của chị Hằng không hề bị tổn thương và cái quá trình diễn ra rất là nhanh. Vậy sau khi mà làm xong cái lông mày này rồi thì chị Hằng thấy bây giờ cảm xúc của chị thế nào, chị có thể chia sẻ không ạ? Mình thấy rất vui. Vâng. Cái dáng mày này chị có ưng không ạ? Có. Dạ vâng, thì chị Hằng lưu ý giúp em là mình tránh cái nước tuyệt đối lên vùng lông mày chị nhá. Và ngoài ra thì ngày mai thì chị xuất hàng bên em sẽ liên hệ để có thể dặn dò chị giữ gìn lông mày sau khi làm xong. Và như chúng ta thấy thì chị Hằng đã có một cặp lông mày mới rất là tự nhiên và xinh đẹp rồi. Và nếu như chị em nào mà quan tâm đến dịch vụ tại DK và cũng sở hữu những lông mày như thế này thì mọi người hãy nhanh tay inbox trực tiếp qua fanpage là có thể gọi điện số hotline 0912 3100 nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ. Xin chào cả nhà.